các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng cái dán tường, móc dán tường. Mình mua về mình sử dụng mình thấy rất là ok, cho nên mình mua số lượng nhiều về để dán luôn. Như ở nhà mấy bạn dán này để móc áo khoác nè, nón bảo hiểm nè, rồi chìa khóa nè, nói chung tất cả các vật dụng nặng đều dán được luôn, rất là dễ xài. Thì có giá chỉ là 25.000 một chục thôi mấy bạn. Cái này mấy bạn dán vô phần gạch men trơn là nó dính rất là cao, mình dùng mình dán trong nhà tắm nè, phòng khách nè, ở đâu cũng được hết gạch men. Thì bây giờ dán nó rất là đơn giản mấy bạn, dễ lắm. Mình sẽ hướng dẫn mấy bạn cách dán như sau. Đây, bây giờ trước tiên cái phần này nó có cái lớp băng keo dính ở phía sau nè mấy bạn. Mấy bạn gỡ cái lớp băng keo mỏng này ra, mấy bạn chỉ áp vô tường là được rồi. Đây, cái phần tường mình dán, cái phần gạch men mà mình chuẩn bị dán. Cái chỗ này là mình dán để cái chỗ thử đồ á, mình dán cái móc để thắt hai đồ ra treo treo vào á mấy bạn. Đây, mình lau cho sạch cái phần này. Rồi lột cái lớp keo của cái miếng dán, nó có một cái đầu mỏng nè, có lớp băng keo mỏng á, đây mỏng nhưng rất là cứng nha. Đây mình sẽ lột cái lớp keo này ra đó. Rồi bây giờ mấy bạn đừng có chọn cái chỗ nào mà nó gồ ghề nha, dán cái độ bám nó không chặt, cái độ bóng mấy bạn dán vô cái chỗ mà nó bóng của phần gạch men. Ví dụ như ở cái gạch men của mình ở đây là những cái phần này là gồ, nó gồ lên thì mình không có dán, mình dán cái phần bóng thôi. Đây, ịn vô. Chung thì cái này giá chỉ có 25.000 chục thôi mấy bạn, rất là rẻ, cho nên là mình xài mình được lâu nữa, mình khỏi phải khoan tường đồ hư tường mấy bạn, dễ lắm. Mình mua mấy chục miếng thì mình xài hết, mình mua thêm dán đủ chỗ hết. Treo đồ, bây giờ mình sẽ treo thử cho các bạn coi ha. Mình sẽ bỏ một chai nước. Chai nước như thế này thì thể tích là 500ml thì nó sẽ không nặng là nửa ký. Đây, một chai treo trước nè các bạn. Thêm một chai nữa là một ký ha, hai chai nước này. Đó. Thêm một chai nữa là ba chai nước. Thôi vậy chứ rất là nặng nha các bạn, ba chai nước. Đây, hai lon xì tin nữa. Rất là nặng. Này, khối lượng này các bạn nó rất là nặng. Khoảng tầm hơn 2 kg đó các bạn. 2 kg gần 2 kg rưỡi. Bây giờ mình sẽ tìm một cái gì đó mình cho thử luôn. Một cái máy đĩa xoay của mình. Cái này cũng khoảng nửa ký. Để rồi. Cũng không rớt luôn. Đây. Rất là chắc. Nón bảo hiểm móc vô, móc được luôn. Đây, treo đàng hoàng cho mấy bạn coi. Nặng. Còn cân bao nhiêu ký không? Rồi, khi mình cân là số ký là cũng gần 2,5 kg các bạn, 2,3 kg các bạn. Cũng rất là nặng các bạn. Sau này thì mình sẽ làm những cái clip mà test về cái độ nặng của cái móc này, nó sẽ chịu đựng được tối đa bao nhiêu. Và rất mong nó sẽ được các bạn xem tiếp những video sau. Rất cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu có bất kỳ bình luận hoặc ý kiến nào, các bạn vui lòng bình luận dưới video cho mình biết nha. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn. Xin cảm ơn.